Mèo ăn. Mèo ăn. Mèo ăn. Cái mặt mà. Cái chỗ. Cái lông nó xù ra thôi chứ. Cái mặt nó thì cũng bình thường à. Lông xù là nhìn y như mèo. Mà. Giật cái dưới đất rồi, cái gì bụi không? Sáng qua chậm áo mới lột ra. Ừ. Mèo mất. Này mà mũi cũng chết được ít gì, ít gì, lông nhóc chưa. Rồi, ổng người ta có dòng này không? Thằng gái nuôi này chứ không phải con trai nuôi đâu. Dòng màu hồng là gái nuôi. Thằng này là cái nó ngủ được. Nó ngủ với ai vậy? Nó ngủ một mình. Nói bằng áo cho nó ngủ một mình. Có mình nội mặc áo rồi nó ngủ. Ai mặc áo? Mình nội. Nó ngủ mà. Ai? Nó ngủ trên ly quăng nè. Ngủ một mình. Mình. Ảnh gà ảnh ăn cam không? Chỉ chơi chỉ đúng ăn cam không? Để tối giờ muốn miếng cháo thì để em đó, đó là không biết nó ăn hay con mèo kia ăn. Cúc à, cúc à, chụp hình ơi. Cúc à, cúc à. Chụp hình ơi, cúc à. Nó không biết cướp hà. Nó không biết cướp hà. 4 kg. Đó, ai lạc đi tìm đi. Mèo cưng của người ta. Mèo cưng của người ta đó. Mèo phim nó mắc cỡ kìa sao. Nó quay mặt tôi khác kìa sao. Hôm qua ba nó ôm vô mình nó ngủ. Mà tối nóng hổi sốt sốt hả? Ừ. Nóng quá à. Nóng quá thì ra uống thuốc vô đó mát rồi Xu dám vuốt con mèo ha. Xu dám vuốt con mèo ha. Dắt nước cam. Mèo. Nó gọi là mẹ. Cái dòng nó màu hồng, nó gái nuôi nè. Ừ. Nó nói ra dòng cái không? Nó đẹp. Dụt dây đi. Dụt dây đi mất tiêu rồi sao? Phải cột dây lại đó. Cái này nó dắt đi chơi nè. Rồi nó thả cho đi vòng vòng. Hồi nó đi mất tiêu rồi, không biết đường kiếm nè. Mẹ ơi cả. À, bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Mẹ ơi được rồi. Để mẹ mẹ bỏ đường vô. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Để mẹ bỏ đường vô. Đúng rồi. Bỏ bây giờ tới đây. Mẹ quậy vô cho. Mẹ để đường vô. Đúng rồi. Đúng rồi. Xuống rửa tay đi. Xuống rửa tay kìa. Rửa tay với mẹ đi. Mẹ ơi ảo con chưa. Con xuống được mà. Không được, không được. Xuống đây. Con mèo kìa sao. Vậy nó nhìn sâu kìa. Nó nhìn con kìa. Thấy thương à. Rửa tay. Nhếp vô. Nhếp vô. Nhếp bao nhiêu đi con lại lọc tay. Nhếp kìa, nhếp kìa, nhếp kìa con. Ôi trời ơi, ghê chứ. Ghê. Xạo kìa. Ngon quá ha.
đừng đừng có. Bởi còn trai vậy, nhưng mà có gì mất tiêu. Chịu ăn là sao Lùng? Mèo không chịu ăn là cho nó ăn gì giờ Lùng? Chọn muốn thích ăn mèo. Thích ăn mèo. Ăn con mèo. Rồi, Su quên đánh răng rồi. Nói chú tôi quên răng, Su luôn đánh răng rồi. Nó tặng bói luôn. Mèo bự hơn bói. Con bói luôn rồi. Đây mình dọc cho các bạn xem cái mèo này, mèo nước ngoài, mèo Anh đó. Rồi ảnh nhìn kìa, chỉ nhìn kìa. Chín 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 chín.